Thưa quý vị và bà con, từ trước đến nay, khi tham quan bảo tàng để biết thông tin hiện vật, du khách thường phải đăng ký để có hướng dẫn viên giới thiệu. Nhưng giờ đây, hành trình của du khách tìm hiểu các hiện vật tại bảo tàng sẽ dễ dàng hơn chỉ với một chiếc điện thoại thông minh. Chỉ với chiếc điện thoại thông minh thì tôi đã cập nhật được rất là nhiều thông tin về hiện vật bảo vật quốc gia Bia Hòa Lai và lối thuyết minh hiện đại theo mô hình là bảo tàng thông minh thì đang thực sự hữu ích đối với những khách du lịch đi lẻ hoặc muốn đi du lịch tự túc. Bởi không có hướng dẫn viên giới thiệu, khách tham quan vẫn có được các thông tin về hiện vật khi quét mã QR. Không chỉ thể hiện bằng văn bản, ứng dụng còn cung cấp nội dung bằng giọng nói. Công nghệ gắn mã QR cho hiện vật được các bảo tàng tại Việt Nam bắt đầu ứng dụng. Tại bảo tàng tỉnh Ninh Thuận, khoảng 300 nhóm hiện vật đã được gắn mã QR. Những cái hiện vật nó có cái độ độc đáo về lịch sử, về văn hóa, có những câu chuyện, có những cái thông tin đầy đủ, chính xác và mang cái ý nghĩa trọng điểm của cái đặc trưng văn hóa của vùng đất Ninh Thuận thì mình sẽ ưu tiên mình làm theo thứ tự. Linh hoạt về thời gian, tiết giảm chi phí người thuyết minh, tự do tìm hiểu trong không gian mình thích là những ưu điểm khiến du khách thích thú với trải nghiệm thuyết minh hiện đại này. Đoàn đó thì người ta thuyết minh những cái nào mà hay thì người ta thuyết minh cho mình, còn những cái nào mà không đáng thì người ta đâu có thuyết minh cho mình. Còn như cái này mình làm xuyên, mình bấm lên là mình hiểu hết tất cả. Mình đi một người mình cũng hiểu, hoặc là mình đi gia đình mình cũng vẫn biết. Đa dạng hình thức thuyết minh đem đến sự đa dạng về trải nghiệm. Những đầu tư công nghệ theo hướng bảo tàng thông minh vừa giúp cho du khách thỏa mãn sở thích trải nghiệm công nghệ, vừa có được khối thông tin bổ ích từ hiện vật. Và với sự đồng hành của công nghệ, hành trình du khách tự tìm hiểu kho tri thức tại bảo tàng trở nên thú vị hơn.